viêm màng não mô cầu là một bệnh nhiễm trùng cấp tính qua đường hô hấp do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra. Khi người bệnh bị não mô cầu, vi khuẩn xâm nhập vào máu và tăng sinh, làm tổn thương các mạch máu trên cơ thể, gây chảy máu vào da và các cơ quan có thể dẫn đến phát ban diện rộng. Nếu nặng lên thì có thể bệnh nhân cũng có những dấu hiệu ý thức, rối loạn ý thức lơ mơ, hôn mê, kích thích hoặc là co giật. Và nếu mà không có những biện pháp xử trí kịp thời, an thần, chống phù não thì có nguy cơ tử vong có thể xảy ra. Trong giai đoạn sớm, bệnh não mô cầu gây ra các triệu chứng chống cúm bao gồm sốt và ớn lạnh, mệt mỏi, tay chân lạnh, đau cơ hoặc khớp, thở nhanh, buồn nôn hoặc nôn, viêm họng, viêm amidan và viêm thanh quản cũng có thể xảy ra trong giai đoạn này. Khi bệnh nặng, bệnh nhân nhanh chóng bị lú lẫn, hoảng loạn, co giật và hôn mê. Đặc trưng của bệnh là phát ban xuất huyết xuất hiện trên da, không phai hoặc không mất màu khi ấn vào nút phát ban. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị phát ban. Trẻ sơ sinh cũng có thể có các triệu chứng khác như thớp phồng và xuất hiện yếu cơ, không đều hai bên. Bản chất cái bệnh do não mô cầu gây ra là do vi khuẩn não mô cầu lây nhiễm qua những cái đường giọt tiết, qua đường mũi họng, bởi vì cái vi khuẩn này nó khu trú ở cái hệ mũi họng, đường hô hấp trên của người bệnh. Qua những cái động tác hô hấp, ví dụ ho, hắt hơi, sổ mũi, tiếp xúc thông thường có thể lây nhiễm sang cho người lành. Các vi khuẩn gây bệnh não mô cầu gây tổn thương mạch máu, ngăn chặn dòng chảy oxy đến các cơ quan có thể dẫn đến tổn thương da và mô, suy nội tạng, hoại tử chi, tử vong. Để tránh bệnh phát tác rộng trong cộng đồng, mọi người cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Thực hiện tốt vệ sinh thông thoáng nơi ở và nơi làm việc, ngủ đủ giấc và tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn và cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.